Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người gọi là nhà thông minh của mình. Từ từ. Ok rồi. Thì mình cài đặt là mình cứ đến gần nhà là nhà mình nó sẽ tự biết để mà mở cửa và bật đèn cho mình. Trước khi mình lên nhà cho các bạn tham quan cái gọi là động bay lắc của mình. Thì phòng này thì mình có cái cảm ứng. Như bạn thấy nó sẽ tự bật đèn khi mình vào phòng. Và bình thường nếu mà đến tầm giờ kiểu mặt trời lặn ấy thì hai cái rèm này nó sẽ tự động nó sẽ chạy xuống. Tại vì mình làm việc ở tầng 1 thì mình không muốn mọi người kiểu nhòm vào ấy. Mặc dù nhìn từ ngoài thì trong ngoài không khác gì một cái động bay lắc. Và tất nhiên là khi mình làm việc ban ngày thì cái rèm này nó sẽ tự động kéo lên. Cái cảm ứng này nó phụ thuộc vào cái thời gian trong ngày. Nếu mà ban ngày thì nó sẽ bật cả đèn và kéo cả rèm. Còn buổi đêm thì nó chỉ bật đèn không thôi. Thì cái loại cảm ứng thông minh này nó khác các cái loại cảm ứng thông thường ở chỗ là mình có thể cài đặt cho nó. Như kiểu là buổi tối này thì mình sẽ cho nó sáng hết cả nhà lên. Thế nhưng mà ví dụ mà cái tầm khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ sáng đấy, ví dụ bạn mò xuống bạn chỉ uống nước ạ, thì bạn muốn cái ánh đèn nó dịu dịu đi, thì cái cảm ứng này vào giờ đấy nó chỉ bật ngần này cái đèn thôi. Và vào ban ngày thì vẫn là cái cảm ứng đấy, nhưng mà nó chỉ bật đúng một cái đèn dưới cái tủ bếp thôi, gọi là đủ sáng thôi. Đấy, ban ngày thì bạn không cần đèn. Và kể cả cái đèn cầu thang đi lên này cũng tùy chỉnh theo cái thời gian của ngày mà bật nhiều đèn hay ít đèn. Còn một cái khá hay mình muốn khoe về cái tủ lạnh này là nó, thứ nhất là nó có thể khóa được cửa hoặc là tắt được tivi. Sao không tắt? Tắt tivi. Là những cái như kiểu là lên YouTube xem linh tinh này. Ôi trời ơi. Và một cái nữa mình muốn khoe là cái này nó có thể nhìn thấy chuông cửa của mình. Bạn tưởng tượng như kiểu bạn ăn đồ ăn xong rồi bấm chuông ạ. Thì kiểu mình đang dở ấy, thì mình có thể nhìn luôn ở ngoài cửa xem là thằng nào đứng ở ngoài đấy. Anh ơi, em là bên tổ dân phố ấy. Tháng trước anh chưa có tiền ấy. Alexa, microwave for 2 minutes. Mình không biết thật sự cái điều khiển bằng giọng nói để làm gì. Thực ra thì dùng lò vi sóng thì bấm bằng tay chứ chả ai lười như thế cả. Và đây là một trong những cái cục cảm ứng chuyển động mà mình giải khắp nhà đây. Thì cái này nó hay hơn những cái loại thông thường mà các bạn DJ vào tường ấy. Là cái này nó có wifi. Và bạn có thể cầm cái cục này bạn mang khắp nơi được. Thì nó có 5 châm. Hoặc là bạn có thể lấy keo dính, bạn dính nó lại trên tường. Thì nếu mà có wifi thì bạn có thể điều khiển nó những cái lệnh như kiểu là ví dụ như là mấy giờ thì bật đèn này, giờ này bật đèn kia, hay là cái này mở thì cái kia tắt. Và tất nhiên là như các loại cảm ứng bình thường thì sau một khoảng thời gian nhất định nếu không thể có chuyển động thì nó cũng sẽ tự tắt đi. Thì làm sao mà những cái này nó kết nối với nhau được? Thì ví dụ như công tắc đèn này ạ, mình sẽ có những cái ổ điện. Những cái này là nút bấm thông minh hết. Là trông như này nhưng mà thực ra là nó nối với cả wifi về sau. Còn đối với những cái loại đèn mà không dùng công tắc trên tường, ví dụ như là cái đèn sau tivi kia hay là cái đèn góc tường này, thì mình có dùng cái loại này gọi là loại ổ cắm thông minh. Nghĩa là nó cũng có kết nối với wifi và nó cho mình bật tắt các loại đèn thông qua điều khiển giọng nói. Thì nếu mà nói về chức năng điều khiển giọng nói thì nhà mình là dùng Alexa. Mình biết là có một số bạn là dùng, ví dụ như là dùng Google Home hay là Apple Home. Có rất nhiều loại ở, hoặc là Xiaomi cũng có. Nhưng mình thì cá nhân mình thì mình thích dùng Alexa nhất. Thì để đảm bảo là mình đi đâu nó cũng nghe thấy mình, thì mình giải cái Alexa này khắp nhà. Thì nó giúp mình điều khiển tất cả mọi thứ trong nhà. Mình chỉ việc cài tất cả các cái loại bóng đèn, công tắc, ổ cắm, vân vân, cài chung vào một cái hệ thống của Alexa. Nhà mình thì mình để một con ở bàn học, một con ở góc bếp, một con ở phòng khách và một con ở phòng ngủ. Và để tủ lạnh của mình có thể như kiểu bật được tivi hay là mở được khóa nhà, thì cái Samsung nó lại phải có một cái cục riêng như này. Và cũng khá giống thế là cái bộ rèm thông minh của mình mà nó đi lên đi xuống ấy, thì nó cũng phải điều khiển qua một cái cục riêng như này. Bản thân mình thì kiểu từ bé mình luôn luôn hâm mộ cái phim Iron Man ấy. Thì trong phim đấy các bạn nhớ thì Iron Man kiểu điều khiển cả cái nhà của mình bằng giọng nói hết. Wake up, daddy's home. Welcome home, sir. Good morning.
It's 7 a.m. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. The surf conditions are fair with waist to shoulder high lines. Mình luôn luôn muốn có một cái nhà mà mình tất nhiên là không thể thông minh được như kiểu nhà của Iron Man, nhưng mà nó cũng phải gọi là điều khiển bằng giọng nói rất là khu ngầu như thế. Không biết các bạn có thấy không, nhưng mà mình thì cái khoảng mà 10 giờ thì mình sẽ muốn nghe nhạc nhẹ nhàng cho đó còn thư giãn trước khi đi ngủ ấy. Thì mình có cài là khi mình vào phòng thì cái đầu tiên mà nó sẽ làm là cái Alexa, nó sẽ bật nhạc nó kiểu lo-fi chill chill cho mình ấy. Và cái thứ hai là hai cái rèm này nó sẽ tự kéo xuống để ở ngoài thì người ta không nhìn thấy mình bên trong cửa chuồng đi lại. Okay. Alexa, stop. Vì cái ở đầu giường mình cũng có cái này cũng tiện ấy, tại vì là mình có thể đây. Thì cũng giống như cái tủ lạnh ấy, bạn tưởng như kiểu bạn ở trên phòng ngủ xong rồi ai bấm chuông dưới nhà ạ. Thì kiểu mình lười chạy xuống đúng không? Cái này nó cũng cho bạn. Ủa ai ở ngoài nhà to ấy. Thì cái này nó cũng cho mình nằm trên giường mình nhìn được ra ngoài luôn. Thì cái chuông cửa thông minh này của mình thì nó có chức năng là trên cả điện thoại hay là cả Alexa hay là như thậm chí là cái tủ lạnh của mình dưới nhà. Nó đều có chức năng là nói hai chiều, nghĩa là người bên ngoài cũng nghe được mình nói và mình cũng nghe được người bên ngoài có nói gì. Và cái giờ mà mình kiểu bắt đầu trèo lên giường đi ngủ, cái giờ mình bắt đầu trèo lên giường đi ngủ thì cái đèn nó cũng sẽ dịu đi. Và cuối cùng khi mình bảo Alexa lệnh good night thì nó sẽ tắt hết đèn trong nhà và khóa lại cửa một lần nữa cho chắc, và đảm bảo là rèm là đóng hết để cho an toàn. Và thế thôi. Alexa, good night. Good night, Phuc. Ủa, tắt đèn đi. Okay. Buổi sáng khi mình thức dậy thì good morning, Phuc. Thì đèn nó sẽ tự bật lên này. Và đồng thời thì cái rèm này nó cũng sẽ tự kéo lên. Và cái con Alexa này nó sẽ đọc cho mình về giao thông, thời tiết. Và nó cũng sẽ đọc về kiểu thời sự các thứ của trong ngày. Đấy. Và đây. Alexa, stop. Tất cả là nhờ vào cái kia là cái cảm ứng ở dưới đệm của mình. Thì nó sẽ biết được là khi nào mình nhấc đi ra khỏi giường. Alexa, turn on garage door. Và vào mỗi ngày khi mình ra khỏi nhà thì Alexa nó cũng biết để nó tự tắt hết đèn, khóa cửa. Và nhân tiện lúc nhà không có người thì nó cũng cho hai con robot hút bụi đi dọn dẹp nhà luôn. Ok, thì mình nghĩ là thực ra nhà mình cũng coi như là hết cái để khoe rồi. Và các bạn thử đánh giá xem là cái nhà này có thông minh hơn chủ không nhé. Và thế thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích những video như này nữa thì cứ like, share và subscribe ở dưới nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong một video sắp tới.